Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất thân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 26 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, lũ lụt nghiêm trọng ở Hắc Long Giang, Trung Quốc, dân nói do xả lũ thượng nguồn không báo trước. Trung Quốc đã bước vào mùa lũ chính của năm nay và lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi, trong đó huyện Tháp Hà ở dãy núi Hình An, Hắc Long Giang đã phải hứng chịu những thảm họa nghiêm trọng và đập nước đã bị vỡ. Người dân vùng thiên tai tiết lộ việc xả lũ thượng nguồn đã gây ra việc này. Theo báo cáo của các kênh truyền thông Trung Quốc, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa liên tục gần đây, 21 con sông ở Hắc Long Giang, Nội Mông, Giang Tô, Chiết Giang, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và những nơi khác đã có mực nước cao vượt mức báo động, với phạm vi vượt báo động tối đa 2,75m. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, ở Nam Giang Nam, hầu hết Nam Trung Quốc và Đông Nam Trung Quốc sẽ có một đợt mưa lớn, lũ, siêu báo động có thể xảy ra ở một số sông vừa và nhỏ ở khu vực mưa bão. Theo tin tức trực tuyến mới nhất, thì lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi ở huyện Tháp Hà, vùng Đại Hưng Lĩnh, Hắc Long Giang. Nhiều ngôi làng và nhà cửa bị ngập lụt và nhiều người đã mất nhà. Người dân vùng thiên tai tiết lộ việc xả lũ thượng nguồn đã gây ra thảm họa. Chủ cửa hàng tại trạm 17 của Tháp Hà nói, lúc trời mưa liên tục, lúc có mưa vừa, mưa to. Sao nước lớn vậy? Nước này từ thượng nguồn đổ về. Huyện Tháp Hà bị ngập hoàn toàn và một số đoạn đường đã bị cuốn trôi. Vì có lượng nước lớn đột ngột đổ về nên nó ngập nặng ở dưới chân núi, từ từ mới có thể rút dần. Hiện tại không thể rút nhanh như vậy. Tháp Hà bắt đầu xả lũ nhưng lại không hề được thông báo. Báo cáo cũng cho biết vào khoảng 7 giờ sáng ngày 19, hơn 400 công nhân lâm nghiệp ở khu vực Đại Hưng đã ra cố con đập tại nhà trẻ trung tâm trạm 17, huyện Tháp Hà. Tuy nhiên, do áp lực nước lớn quá, con đập bất ngờ bị vỡ vào khoảng 1 giờ chiều ngày hôm đó và hơn 400 người bị cô lập. Bà Cao, chủ cửa hàng của trạm 18. Đây là trung tâm trạm 18 của Cục Lâm nghiệp. Có một vụ vỡ đập và ngập đến tầng 1. Giờ nước đang từ từ đổ xuống, hơn 400 người đã được cứu. Và hiện con đập đang được sửa chữa, đang là mùa mưa, sẽ còn tiếp tục mưa lũ nữa. Lũ lụt lịch sử năm 1991 liệu có tái hiện không đây? 400 người mắc kẹt trong lũ lụt ở Đại Hưng An Lĩnh. Những ngày gần đây, mưa lớn tiếp tục đổ xuống ở phía bắc Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Mực nước của đoạn sông Hồ Mã tại trạm Thập Bát, huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh bất ngờ dâng cao, làm hư hỏng con đập, khiến hơn 400 công nhân lâm nghiệp bị cô lập. Nhà cửa, đất ruộng của người dân bị ngập thiệt hại nặng nề. Theo truyền thông Trung Quốc CCTV, vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm qua, hơn 400 công nhân lập nghiệp đã ra cố đập và đắp bao cát trong vườn ươm tại trung tâm Thập Bát Trạm ở huyện Tháp Hà, Đại Hưng An Lĩnh. Lúc 11 giờ, mực nước trạm thủy văn Cố Kỳ Cố trên sông Hồ Mã là 104,67m, vượt mực nước báo động 1,77m, địa phương phát cảnh báo lũ đỏ. Do áp lực nước quá lớn, đến 13 giờ, đê bất ngờ bị vỡ khiến hơn 400 người bị mắc kẹt. Lưu Toàn, một cư dân địa phương ở thị trấn Thập Bát Chảm, nói với The Epoch Times rằng thiệt hại lớn nhất lần này là nông dân, ruộng ngập úng hết, nay nước vẫn chưa rút xuống. Anh Lưu còn cho biết hơn 100 người đã được cứu khi con đập vỡ và 333 người còn lại được cứu vào lúc 5 giờ chiều. Gần đó có một lán, nơi một nông dân trồng nấm và nước đã ngập đến mái của lán. Tất cả nấm rơm đều bị ngâm nước, người trồng nấm lỗ nặng. Hiện nước ở các thôn xung quanh vẫn chưa xuống, mực nước dâng cao hơn mực nước dâng bình thường hơn 7m, ngập toàn bộ tầng 1. Theo anh Lưu, bây giờ toàn bộ Tháp Hà đã trở thành một thị trấn nước và lũ lụt thực sự nghiêm trọng, hiện tất cả người dân ở đó đã di chuyển lên vùng đất cao hơn. Hôm qua, một đoạn của tuyến đường sắt Đại Hưng An Lĩnh cũng bị phá hủy. Hiện Trung Quốc đã bước vào mùa mưa lũ, thị trấn Văn Đấu, thành phố Lợi Xuyên, tỉnh Hồ Bắc đã bị ảnh hưởng bởi một trận mưa lớn. Lượng mưa tại Văn Đấu lên tới 301mm, khiến nhà cửa bị sập, mất điện, gián đoạn đường và thiệt hại về mùa màng trong khu vực. Theo báo cáo truyền thông địa phương, diện tích cây trồng ở thị trấn Văn Đấn là 5.753 mẫu, trong đó thiệt hại khoảng 900 mẫu, 69 con đường bị gián đoạn và hơn 500 người được sơ tán khẩn cấp. Cục Khí tượng Hồ Bắc đã ban hành hơn 30 cảnh báo mưa dông và dông tố. Sạt lở ở Vân Nam, hỏa hoạn ở Phúc Kiến, bão cát ở Nội Mông. Cư dân mạng hỏi nhau liệu còn tai họa nào chưa đến. Mưa lớn, lũ lụt, cháy nổ, hỏa hoạn, bão cát,
những tai ương bất thường vẫn đang liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc. Đoạn video người dùng Twitter đăng tải cho thấy thị trấn Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam gặp phải mưa lớn và lũ quét gây sạt lở đất ở một đoạn đường núi, phố cổ Trà Mã bị ngập, một người chết, 11 người bị mắc kẹt, 17 con trâu bị lũ cuốn trôi, nhiều khu vực bị nhấn chìm và ngập úng trong dòng nước đục ngầu. Tân Hoa Xã đưa tin, vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều, một vụ hỏa hoạn xảy ra ở một khu nhà xưởng ở thị trấn Chendai, thành phố Tấn Giang, Tuyển Châu, tỉnh Phúc Kiến. Vụ cháy khiến 7 người tử vong ngay tại hiện trường, một người bị thương và tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện. Tòa nhà có 7 tầng, diện tích khoảng 300m², đám cháy lan rộng tới 750m². Trong khi đó, thì một trận bão cát kéo đến Nội Mông Cổ, tạo nên một thành trì tường cát, giăng lên trời và choán hết tầm nhìn, khiến người dân lo cho tính mạng của mình. Đoạn video người dùng Twitter đăng tải cho thấy hiện trường khu vực như bị cô lập trong bão cát, cũng ở Nội Mông Cổ. Video cho thấy một cơn lốc xoáy xuất hiện trông như một vòi rồng xiên thẳng lên trời và cuốn bay mọi thứ. Quang cảnh tan hoang và nhiều xe cứu hỏa chạy tới khu vực. Trước những cảnh tượng tai ương, người dùng Twitter đã ngao ngán mà thốt lên rằng năm 2022 liệu còn tai họa nào chưa đến? Truyền thông Trung Quốc nói dối không chớp mắt khi đưa tin về dịch bệnh và thiên tai. Chỉ đưa tin tin tốt, lảng tránh thông tin tiêu cực đã và đang là phương thức giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu sự thật và làm sai lệch thực tế. Cách làm này biểu hiện rõ nhất trong việc đưa tin về đại dịch viêm phổi Vũ Hán và thiên tai trong thời gian qua, theo Peter Winter. Khi những cơn mưa và lũ lụt đang tàn phá miền Nam Trung Quốc vào đầu tháng 3, khiến nhiều người thiệt mạng và một lượng lớn dân cư phải di chuyển chỗ ở để tránh nạn, thì trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc luôn xuất hiện các thông tin tích cực mà không phải là các thông tin về thiên tai. Hầu hết các thông tin mà truyền thông Trung Quốc đưa đều vận dụng một khái niệm gọi là năng lượng tích cực. Khái niệm này đã trở thành phổ biến kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng cho việc đối nội và đối ngoại. Có rất nhiều ví dụ về cách đưa tin như vậy sau khi mưa lớn làm tắc lối vào ga tàu điện ngầm ở khu phố mới Zhujiang, khu thương mại ở thủ phủ Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông. Các phương tiện truyền thông chính thức địa phương đã tập trung đưa tin về vẻ đẹp và sự hiện đại của khu phố mới, chứ không phải là những thông tin vấn đề mà người dân phải hứng chịu vì mưa lũ. Các bản tin dựa trên khái niệm năng lượng tích cực đã và đang tiếp tục được các cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng khi thông báo về dịch viêm phổi Vũ Hán. Những bản tin này lợi dụng tình cảm yêu nước của người dân để hướng họ theo ý đồ tuyên truyền của Bắc Kinh. Bão siêu mạnh đổ bộ đảo Hải Nam. Tin cực hay, hôm qua vào lúc 1 giờ đêm, một cơn bão siêu mạnh giật trên cấp 13 đã đổ bộ sát vào đảo Hải Nam của phía Trung Quốc, gây ra sóng to, gió lớn và làm cho điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa. Theo mạng di động của phía Trung Quốc cho biết, thì cơn bão siêu mạnh này hôm qua đã đánh bật toàn bộ gốc cây cổ thụ và những cột điện, đồng thời phá nát một bến cảng tại đảo Hải Nam, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình khóc hết nước mắt. Kính thưa quý vị, Trung Quốc liên tục gánh chịu những thiên tai, những dịch bệnh do mẹ thiên nhiên ra tay trừng phạt. Hôm kia thì một cơn bão siêu mạnh đã đánh sập một con tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc, thì ngày hôm nay cơn bão số 8 lại tiếp tục đổ bộ vào đảo Hải Nam, khiến cho sóng to, gió lớn và lũ lụt ở khắp mọi nơi. Một hòn đảo của đảo Hải Nam đã bị nhấn chìm xuống Biển Đông, làm cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Dường như là mẹ thiên nhiên đang vẫn ra tay trừng phạt Trung Quốc. Theo kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, thì cơn bão siêu mạnh kể trên với sức gió giật trên cấp 13, nhiều khả năng nó sẽ tăng thêm 2 cấp lên tới cấp 14 và 15 sau khi nó đi qua đảo Hải Nam và hướng di chuyển của nó sẽ di chuyển vào trung tâm thủ đô Bắc Kinh và quần thảo quảng trường Thiên An Môn. Hôm qua, thì quảng trường Thiên An Môn đã phát đi một công điện khẩn cấp, đó là phong tỏa toàn bộ thủ đô Bắc Kinh, bởi nhà chức trách của Trung Quốc cho rằng nếu như cơn bão trên đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh thì chắc chắn nó sẽ gây ra mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập và khiến cho quảng trường Thiên An Môn bị tan nát. Kính thưa quý vị, vậy tại sao bão và mưa lũ động đất lại liên tiếp xảy ra ở Trung Quốc mà không xảy ra ở một nước giáp danh được gọi là láng giềng của Bắc Kinh? Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Trung Quốc là một nước tham lam liên tục đi xâm chiếm quần đảo và vùng lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực. Bằng chứng là Mỹ tố cáo Trung Quốc có đường biên giới giáp danh với cả 14 nước láng giềng như Lào, Việt Nam, Myanmar, Mông Cổ, Miến Điện, Nhật Bản, Triều Tiên, Ấn Độ, Pakistan và Nga. Thì Trung Quốc đã đi gây gổ với 13 nước. Chỉ còn một nước Trung Quốc không đi xâm chiếm đó là Pakistan,
bởi vì Pakistan được Trung Quốc nhận anh em kết nghĩa. Vậy tại sao Trung Quốc lại nhận Pakistan là anh em kết nghĩa? Bởi vì Trung Quốc thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cầm Đào đã được Pakistan nhượng lại 1/2 lãnh thổ. Chính vì vậy mà Trung Quốc nhận Pakistan là người anh em ruột thịt. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc không đi xâm chiếm vùng đất của Pakistan. Còn 13 nước xung quanh Trung Quốc thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cầm Đào. Đến bây giờ, thời ông Tập Cận Bình, Trung Quốc vẫn nhằm nghe xâm chiếm. Và chính vì lý do mà Trung Quốc một nước tham lam vô độ, cho nên mẹ thiên nhiên mới ra tay trừng phạt. Theo một thống kê trên trang tin theo dõi về dự báo thời tiết của quốc tế cho biết, Trung Quốc phải hứng chịu tới 29 cơn bão lớn bé và năm 2023 Trung Quốc sẽ tiếp tục đón nhận những trận mưa to, gió lớn, động đất, vỡ đê, vỡ đập, thậm chí sẽ là 30 cơn bão sẽ đổ bộ từ quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh cho tới siêu đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Hôm qua, cơn bão số 8 đã hoành hành tại đảo Hải Nam và trong 24 giờ tới, cơn bão sẽ mạnh lên cấp 15 và sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, gây ra sóng to và gió lớn. Nhà chức trách của Trung Quốc đã phát đi tín hiệu cảnh báo đỏ cho người dân. Người dân của Trung Quốc đã được sơ tán đi tất cả mọi nơi để trú ẩn. Những người giàu có thể đi bay sang châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Úc. Những người khốn khổ, người già, trẻ em, không có tiền thì đã tìm những đỉnh núi cao như khu du lịch Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn. Ngập lụt xảy ra ở Đạt Châu, Tứ Xuyên, Trung Quốc sau những trận mưa lớn, nhiều thành phố bị ngập nặng và đường xá bị phong tỏa. Các hiện tượng như sạt lở đất, lún đường và hư hỏng cầu đã xảy ra ở một số khu vực. Video clip do người dân Đạt Châu quay cho thấy nước lũ dữ dội, có người suýt bị lũ cuốn trôi, làm thót tim người xem. Từ chiều tối ngày hôm kia theo giờ địa phương, hầu hết các thị trấn và làng mạc ở huyện Thông Xuyên, thành phố Đa Châu, tỉnh Tứ Xuyên liên tục xảy ra mưa lớn, sấm sét và gió giật mạnh, gây ngập lụt nghiêm trọng. Có thể thấy, từ những video clip được cộng đồng mạng tiếp xúc, một số nhà dân tương đối thấp đã bị ngập hết cả tầng 1. Trong nội thành cũng xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trên các tuyến phố ô tô đỗ hai bên đường bị ngâm trong nước. Cư dân mạng thốt lên khi quay một đoạn video ngắn, phố cổ ngập hết rồi. Đài quan sát khí tượng Đạt Châu đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ lúc 9 giờ 52 phút. Dự đoán lượng mưa ở một vài nơi sẽ đạt hơn 100mm trong 3 giờ tới. Đã xảy ra sạt lở đất khiến xe cộ không thể đi qua mã Sơn Bối trên tỉnh lộ 204 và lở đất xảy ra ở một vài nơi. Hiện tại, một số chuyến tàu và chuyến bay tại thành phố Đạt Châu buộc phải tạm dừng hoạt động do mưa lớn và lũ lụt. Trong một đoạn video đang gây sốt trên mạng ghi lại cảnh tượng thót tim khi một người đi đường suýt bị lũ cuốn trôi. Trong video, lũ trên sông đang lên dữ dội, lũ cuồn cuộn tràn qua bờ sông. Một người đi đường đang chạy xe ắc quy cố vượt qua một đoạn đập bằng phẳng thì không may bị lũ lật úp, ngã xuống và sắp bị lũ cuốn trôi, tình hình rất nguy kịch. Lúc này, một người đàn ông mặc áo mưa đen bước nhanh qua đoạn lũ ngập ngang thắt lưng, liều mình kéo người bị lũ cuốn lên. Đúng lúc này, chiếc xe ắc quy đã bị lũ cuốn trôi và nhanh chóng chìm trong dòng nước xoáy. Một số đoạn video clip quay cảnh lũ lụt ở Đạt Châu đã được lan truyền trên Weibo. Cư dân mạng đã để lại lời nhắn trong khu vực bình luận dưới video. Cầu mong cho người dân vùng bị thiên tai có thể sống sót sau thảm họa một cách an toàn. Mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc khiến 108 người thiệt mạng trong 3 tháng đầu năm nay. Theo báo Economic Information Daily, từ đầu năm đến nay, tình hình mưa lũ liên miên tại 22 tỉnh thành của Trung Quốc đã khiến ít nhất 108 người chết và tổng thiệt hại kinh tế lên tới 6,5 tỷ đô la Mỹ. Tổng cộng 20,79 triệu người ở 22 tỉnh thành tại Trung Quốc phải chịu thiệt hại do mưa lũ trong năm nay, hơn 1 triệu người phải buộc sơ tán. Ít nhất 108 người chết và 21 người mất tích. Nước lũ cũng gây thiệt hại tới 1,7 triệu hecta hoa màu và 44.000 ngôi nhà. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các tỉnh miền Nam Trung Quốc gồm Hồ Nam, Tứ Xuyên và Phúc Kiến. Thứ Sáu tuần trước, một cơn mưa rất mạnh bắt đầu quét qua sông Trường Giang, Hoài Hà và Thái Hồ trên tổng diện tích khoảng 210.000 km2. Trước đó, mưa lũ đổ xuống các quận phía Bắc của Thượng Hải làm tê liệt hệ thống giao thông và vô hiệu hóa các phương tiện đi lại của người dân. Trang Lin, nhà khí tượng học tại Cục Khí tượng Phúc Kiến cho biết hiện tượng El Nino là nguyên nhân dẫn tới điều kiện thời tiết khắc nghiệt với hạn hán kéo dài suốt mùa xuân và mưa lũ nặng nề từ tháng 3 năm nay. Dự kiến hạn hán sẽ quay lại sau khi mùa mưa lũ năm nay kết thúc. Hàng năm có tới hơn 100 thành phố khắp Trung Quốc chìm trong nước lũ. Theo thống kê của Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Văn phòng Cứu nạn Hạn hán Trung Quốc, có 184 thành phố tại nước này chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt vào năm 2012, 234 thành phố vào năm 2013 và 125 thành phố vào năm ngoái.
Một trong những nguyên nhân chính là do chính quyền địa phương không chú ý đến hệ thống thoát nước, dẫn đến lũ lụt thường xuyên xảy ra tại nhiều thành phố. Hơn 300 thành phố ở Trung Quốc không đạt được tiêu chuẩn quốc gia về phòng chống lũ lụt cho khu vực đô thị. Thậm chí, hơn 90% các đô thị cũ không đạt được tiêu chí thấp nhất về phòng chống lụt bão. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!